Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục phần shopping cart. Phần trước thì chúng ta đã làm đến phần 8 rồi. Phần 8 là chúng ta mới là nhập các sản phẩm vào thông qua một form. Thì ở phần này tôi sẽ làm cho chúng ta một cái form, nó có khả năng trình bày danh sách form, xóa, sửa, thêm, cập nhật. Để làm được việc đó thì chúng ta sẽ thay thế với cái mẫu form như hôm trước của chúng ta là upload cái upload các sản phẩm đại diện và hình ảnh của nó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái form thêm một option sau. Có nghĩa là chúng ta thêm một cái bảng phía dưới để chúng ta có thể upload và nhìn thấy bảng luôn. Thì ở đây chúng ta mở cái bài hôm trước ra. Mở bài hôm trước ra, ở ta chọn cái phần trang này. Đấy, sản phẩm. Thì chúng ta sẽ cho thêm một cái bảng phía dưới. Còn những chỗ này chúng ta có thể xóa đi. Chúng ta cho bảng table phía dưới, chúng ta chọn là table. Chúng ta có thể chọn một cái là table with search, chọn cái này. Đó. Để chúng ta chọn làm những cái phần này. Ở đây chúng ta sửa nhé. Các bạn sửa cho tôi là số thứ tự. Đấy. Số thứ tự, sau đó là đến phần tiếp theo là mô tả sản phẩm, tiêu đề sản phẩm. Chúng ta có thể tắt cái này đi, chúng ta chọn bật cái lên. Chúng ta ghi là loại sản phẩm. Chỗ này chúng ta ghi điền tí lại, chúng ta sửa sau. Chúng ta sẽ điền là hình ảnh. Chỗ này chúng ta ghi là chi tiết chẳng hạn. Đấy, còn hai chỗ này chúng ta cứ để nguyên hoặc chúng ta có thể xóa. Chúng ta có thể xóa. Còn đây là action là xóa sửa, để chúng ta nhìn thấy cái form của chúng ta đã đầy đủ đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái form này, chúng ta chọn look and feel. Đấy. Chúng ta có thể chọn cái này. Rồi chúng ta cho cái chiều width của nó thấp xuống. Tên sản phẩm chúng ta cho ngắn lên một tí, hình ảnh chúng ta cho ngắn. Rồi chúng ta tiếp tục là action. Xong tí nữa chúng ta sẽ làm thì nó sẽ vừa chúng ta. Đó, action này. Rồi chúng ta thấy là nó đã vừa. Rồi cái này chúng ta cho thấp đi một tí. Các bạn kéo xuống vào đây cho cột nó cân bằng.
Ok, chúng ta đã nhìn nó tương đối ổn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta làm thêm cái này nữa. Chúng ta bật cái này lên. Chúng ta chọn cái phần phần đây. Đấy. Cái phần container này nhá. Đấy. Container chúng ta tạo create. Rồi chúng ta cho cái padding bottom 10px để cho cái bảng dưới này nó dịch lên trên. Rồi các bạn cho tiếp cái cho 10 này thì nó hơi thấp à, hơi ta cho 5 thôi, 5px. Đấy. À, các bạn cho cả cái vùng này các bạn là nhập. Hay là input. Đấy, chúng ta làm như thế nhá. Rồi các bạn làm được như thế rồi thì các bạn vô tư, các bạn có thể chọn cái này, lớp này các bạn cũng tạo khí, các bạn tạo cho tôi là padding bottom 2px cho nó nhỏ lại. Đấy. Ok xong. Bây giờ chúng ta sẽ export. Ta chọn upload cái body, ta xóa hết cái này đi. Ok, giờ các bạn sẽ bật cái thư mục đó lên. Rồi chúng ta cho shop nhé. Ta lấy cái shop và import vào shopping. Chúng ta chọn upload category. Đấy, chúng ta copy chỗ này. Ta thay đè vào chỗ kia. Các bạn vào ổ C nhé. Đấy, chúng ta vào đây. Chúng ta chọn shopping. Rồi bây giờ chúng ta chọn public. Đấy, chỗ upload này chúng ta xóa hết đi. À, xóa hết đi. Đấy lại. Paste lại. Các bạn nhớ là bài này là tôi làm CMS nhé, có nghĩa là gồm có phần xóa sửa nữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần upload kia trong public đây. Đó, trong phần đây. Ta kéo lên trên upload này nhé, ta thay vào đây. Nó sẽ thay cả cho chúng ta cả phần tham chiếu. Nếu các bạn sử dụng là cái phần mềm ta sử dụng phần mềm Zen thì nhỉ? Tôi lại quên mất tên của nó rồi. Đây cái phần mềm tôi đang dùng này, ZBrain. Rồi bây giờ chúng ta đã đưa về đây rồi thì các bạn nhìn thấy là tham chiếu nó là bao gồm một cái bảng đấy, và thêm một cái bảng nữa để lát nữa chúng ta cho hiện danh sách nhập lên. Rồi bây giờ các bạn tạo cho tôi một cái CMS nhé. Đây các bạn CMS
SLS. Upload. Get point 2.php. Ta lấy cái một này, ta thay cái phần tham chiếu xuống cho đỡ, chúng ta đỡ phải nhập nó lâu. Và cái hai này thêm một phần bảng nữa, phần đây nữa. Xem nào, còn chỗ là Ajax vẫn có. Rồi. Ta chịu khó ta nhập này thì cho nó quen. Đấy các bạn, là ngoặc đến đây. Các bạn làm tương tự thế cho một cái dấu phía dưới. Tí ta view lên cái bảng rất là đẹp. Chỗ này cũng vậy. Chỗ này ta kệ nó nha, ta cứ để nguyên thế. Đây là chỗ link của các trang kia, thôi ta để nguyên, ta thay đường link sau. Còn phần phía dưới này các bạn thêm cho tôi hỏi chấm bằng bay url, các bạn xóa hết đến chỗ đây, các bạn thêm một cuối chỗ đây, các bạn cũng xóa hết cho tôi.
chỗ public kìa. Chỗ này cũng vậy. Đây, ta xóa bớt cái phần mềm đi để cho nó đỡ nặng. Chúng ta đã làm được đến đây rồi. Bây giờ ta chỉ thay thế là cái này xóa đi. Cái này xóa đi. Ta xem một phần phần đây đã. Xem phần bài viết này, sản phẩm này. Đấy. Ta sẽ xem image name, đây là image này. Ok rồi, phần submit thì non rồi, phần file này, bài viết này, text area bằng category. Ok, cái copy sang đây. File input này chủ yếu là hai cái này. Này bạn cho bằng post nhé. Action. Đấy, các bạn làm đủ thủ tục đấy. Chỗ action này thì chúng ta copy bên này sang. Copy cái đường link này sang nhé. Rồi bây giờ ta đã xong cái phần này. Giờ các bạn chỉ việc xóa cái cũ đi. Thay tên mới. Gì này? Ta xóa số 2 đi. Bây giờ ta thử chạy xem. Các bạn bật server lên.
Đấy, tôi nó hơi chậm thì các bạn quan sát nó cũng được. Hơi chậm tí. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhé. Sau cái vào vì máy này vừa chế độ ghi nữa là nó chậm, với phần mềm ghi của tôi rất nặng đấy. Thì sau chúng ta vào đến phần này rồi thì chúng ta sẽ vào cái bảng điều khiển. Đây, chúng ta nhìn thấy cái bảng ở đây, ta sẽ thay lại những cái tên này. Đấy, cái tên này sẽ biến mất sau lập trình. Thế bây giờ chọn bài viết các thứ rồi, nó giống ra đây rồi. Cái bảng action đây gồm xóa sửa. Các bạn nhìn thấy là trong một cái form này bao gồm cả phần quan sát lẫn phần nhập vào. Thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta thay, đúng không các bạn? Và bây giờ để cho thay sản phẩm ra nhé, thì trong cái phần đăng sản phẩm này các bạn show cái này ra, show này ra nhé. Thì đầu tiên show ra thì chúng ta sẽ gọi một cái model để nó duyệt qua sản phẩm. Đấy, các bạn nhìn vào đây nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái như này. Tôi có một dữ kiểu dữ liệu ở data, mở ngoặc ra get bằng zip get quality point, đó. Rồi ở đây chúng ta chưa làm một cái hàm gọi là get on đúng không? Get on bây giờ thì ta sẽ nhìn thấy là get on của nó. Chưa có đúng không? File on.
Cái này để ta làm trang ấy. Đấy. Thôi được rồi. Bây giờ ta sẽ để nguyên đây. Ta vào trong model. Model đây bây giờ lấy ra các sản phẩm nhé. À, bây giờ tôi cho cái làm ở đây. Đấy, chúng ta query bằng sys db table sys table file thì nó không đẹp lắm. Bây giờ ta làm này. SQL bằng select sound from select sound from bảng của chúng ta trên này kết rồi. Không cần cái gì nhé. Đấy. Và query. DB. Zip DB thì tôi xin lỗi. Query đây. Return đấy, chúng ta làm một cái hàm như này. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, hàm này là lấy tất cả các sản phẩm lên nhé. Ok, xong bây giờ trên đây. Bây giờ các bạn truyền file vào này, phải giống như width ở trong Laravel đấy. Đấy, chúng ta chọn vào nhá, chúng ta sẽ có đây là data. Ok, đây là danh sách được truyền vào là data. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái file upload cái code đó. Chúng ta sẽ đây là chỗ này là cái hàng. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau. If một và iset kết nha, cái này nó giống như là ở chỗ đây này. Đấy. Cái này. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Nào bây giờ chúng ta vào đây. Iset kết này. Nếu iset kết and iset kết thôi. Ta
for eat, get, ask, các bạn xóa đi chỗ này nhé, các bạn xóa đi chỗ này, cái hai ngoặc này thôi, thì trong cái phần này các bạn làm như này, dạ, con đang làm cái này, đang dạy học mà mẹ, rồi bây giờ chúng ta sẽ cho các thứ tự như sau. Bây giờ xong rồi nhé, bây giờ các bạn sẽ bật cái này lên, tôi bật cái này lên xem, tôi bật cái nào với cái này. Tôi đang dạy các bạn thì mẹ tôi lại vào. Cho này tên này nó đúng với tên ở trong bảng nhé, còn chỗ này chúng ta cho hình ảnh, đây là cái file để chúng ta biết hình ảnh thôi, còn khi nào chúng ta hiện lên kia thì chúng ta sẽ cho lên kia. Đấy. Chúng ta sẽ thử được rất nhiều cách. Còn dòng này các bạn có thể xóa đi. Rồi bây giờ ta thử chạy nhé. Đây, nó đã lên đây rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy sâu đây. Đấy. Các bạn muốn có hình ảnh nó ra đây cũng được. Đấy. Muốn có hình ảnh các bạn in ra đây cũng được. Rất là ngon. Đúng không? Đấy. Xong nha các bạn, không thắc mắc gì khi tôi định làm này và tôi có thể xóa chi tiết đi kia đi. Nếu mà tôi để lại cái trường này thì nó rất là đẹp, đúng không? À, trường này ta sau ta dùng chú thích. Bây giờ chúng ta thử xem lại nhé. Đấy, chi tiết để chúng ta thêm vào đây. Bây giờ chúng ta muốn cái ảnh nó hiện ra đây cũng được, nhưng mà nó hiện ra đây to quá. Hai cái này, hai cái action thì chúng ta có thể xóa sửa. Đấy. Và thêm vào đây thì nó sẽ ra đây. Đấy. Thêm vào đây thì ta phải hàm một cái hàm gọi lại nữa. Ví dụ bây giờ tôi chọn một cái máy. Ok.
Rồi tôi dùng cái máy này. Tôi gọi là máy Trung Quốc. Các bạn nhìn là máy Trung Quốc đã hiện ra đúng không? Đấy. Các bạn đã hiểu ý tôi chưa? Thế sau khi mà ta ấn cái này về là nó về đây luôn, thì chúng ta thêm một cái dòng lệnh khác để nó có thể reset lại đây luôn cho các bạn. Đấy. Thì bài học này là tôi đã giới thiệu cho các bạn biết là loại sản phẩm ảnh vân vân. Bây giờ chúng ta muốn cho hình ảnh nó hiện ra thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn muốn cho hình ảnh hiện ra thì các bạn chỉ cần nhấp vào đây. Các bạn lấy hình ảnh ra. Thì ta cho vào cái thẻ image và CSR thì chúng ta đặt nó bằng thế. Nhưng mà như vậy thì cái này nó sẽ rất nhìn rất là xấu. Đấy. Rất là xấu để chúng ta quản lý. Sau này tôi sẽ dạy các bạn cách làm thumbnail là hình thu nhỏ ở dưới này. Khi các bạn post lên thì hình thu nhỏ vào đây. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là nó đã hiện được ra. Ngon lành cành đào đúng không? Các bạn có thể xóa sửa đi, vân vân. Nút này là nút gì? Sửa, nút này nút xóa. Nút trên này là thêm. Đấy. Thì bài học hôm nay tôi đã dạy xong cho các bạn. Nút này là search sản phẩm. Ok, đến cái phần này. Các bạn chú ý đón xem nhé. Nếu mà yêu và thích thì nhớ đăng ký giúp tôi. Bởi vì cái bài làm cái một trang quả bán hàng chi tiết thì chúng ta phải làm rất nhiều mục chứ không phải nó một phát là được ngay. Để chúng ta làm này xong rồi sau thì chúng ta sẽ làm là sửa các loại máy vân vân, ta nhấp vào nó sẽ ra một loạt máy con bên trong và ta sửa. Đấy. Ta thêm chi tiết, thêm thêm nhiều loại máy khác nhau. Rồi bây giờ bài học đến đây là hết, tôi tạm dừng ở đây.